Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với được đảo Kho Báo này mày. Đó, thì bây giờ nó sau khi chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng cái bản update đã update xong rồi anh em. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vô và trải nghiệm thử. Hôm nay, liên đấu nãy quá giờ rồi anh em. Hôm nay bị bỏ cái liên đấu rồi. Bây giờ sẽ vô trong cái sự kiện boss tứ hoàng, nó diễn ra trong 2 ngày thôi anh em. Nó diễn ra trong 2 ngày thôi. Đây là boss tứ hoàng nè. Có là gâu trắng, Kaido, San và Big Mom. Hiện tại bây giờ chỉ mới mở được cái con gâu trắng rồi nè, ngoại trang là cái gì ta. Trong này sẽ có thể đổi shop ngoại trang lại nè. Đó, như là dùng cái điểm này để mà đổi shop, đổi đồ ngoại trang. Sau này chắc sau này sẽ update mở ra nè. Đó, bây giờ mình sẽ vô mình quýnh thử xem sao nè. Đây, gâu trắng, boss gâu trắng. Trời ơi, đông dữ gì nè. Ui, đông kinh khủng khiếp luôn em. Đó, quá trời đông luôn nè. Hiện tại bây giờ con boss gâu trắng nó mới chỉ mất có 0,05% máu anh em, mới chỉ mất 0,05% máu để xem thử có những nhân vật nào cộng kháng. Đớp Nam nè, HIV nè, xem những bé lớp nè, đây xem những cái tên cộng kháng xịn sò nào ở đây không. Cống hiến đây, cống hiến 272.000 điểm rồi. Cống hiến mới mở ra mà sao cống hiến nhiều dữ nè, có phần thưởng anh em. Phần thưởng nè, phần thưởng đặc biệt nè, phần thưởng top 1 nè. 10.000 ngọc, 1.000 cái bùa ghen và 12.000 cái đá cổ ngọc. 10.000 cái bùa SP. Đây, rồi thưởng cho tới hạng 1.000, hạng 2.000, hạng 10.000 anh em. Ok, chỉ cần tham gia là có thể là có quà rồi anh em. Lần tấn công nè. Cộng thêm lượt tấn công đã mát rồi không thể mua thêm. Điểm. Cái này là cái danh hiệu đau khổ, HP tối đa 10.000, sói võ trí 10, máu 100, cấp bộ kích 100, hút máu 100. Phần thưởng nè, phần thưởng cấp top 1 là nó có cái ngọc quả long anh em, đá đột phá cổ ngọc 10.000. Này là thưởng kết liễu anh, thưởng kết liễu. Trời, cái này không biết chừng nào nó mới chết ở đây. Đây rồi, ok, mình nghĩ là quýnh cái này nên đem những con tướng đam đi vô thì nó ngon hơn đi. Bỏ con nam bị gót ra mà lấy con mi hao vô hả, lấy con mi hao vô để cho nó đam lên. Đi, nó quýnh mình nói chung là cũng không có vô máu gì cho mấy anh em. Nói chung là cũng không vô máu gì cho mấy rồi. Mình quýnh cũng thì gãy ngứa vậy nè. Hai bên gãy qua gãy lại, gãy qua gãy lại đó. Đó, mình gãy cho nó gãy cho mình. Nếu mà được thì mình quất full down anh em. Xíu nữa mình sẽ thay con Nami God, sẽ lấy con Mihao vô. Lấy con Mihao vô cho nó thêm down vô này từ kia nè. Đó, cho nó ngon lành lên. Đợi xíu nữa mình sẽ xem thử, mình sẽ khi mình kết thúc mình sẽ nhận được bao, mình sẽ quýnh nó được bao nhiêu down em. Đó, để xíu nữa mình sẽ xem thử. Nếu mà tình hình không ổn thì mình sẽ thay con bi hao vô nè. Thay con bi hao vô, bi hao đam nó cũng dữ lắm ạ. Đam nó cũng khá là ok. Như là các bạn update hôm nay là nó sẽ mở giới hạn red lên 100 nè. Và tăng cái bậc cường quá trang bị như là lên 17 nè. 17 lên 17 sao như vậy. Nãy như là mình nhớ mang máng là 17 sao nè. Để xíu mình ra mình xem lại thử. Ủa, còn cái cống hiến ba cái viên ngọc hồi sáng giờ quét ải này kia ra là không biết cống hiến ở đâu nữa. Mình giờ không biết nó cống hiến ngay cái chỗ nào nữa nè. Nãy giờ quýnh không biết là vô được nhiêu máu này, tức là cũng chẳng vô được bao nhiêu máu nữa nè. Tại vì mình nghĩ là máu nó cũng khá là nhiều. Đây xem thử đam ơi. Đó, đam nè. Nami God này chỉ có được có 7 triệu mấy đam à. Còn Takatsugi thì cũng được 168 triệu. San 168 triệu, Sanji 168 triệu đam. Ây, hiện tại bây giờ đây có thể mua nè, xác nhận tiêu 200 ngọc để mua thêm một lượt nữa. Ủa, còn cái cống hiến này là mình cống hiến ở đâu ta? Ủa, mình không biết cống hiến ở đâu nè. Ngoại trang Kaido cống hiến. Không lẽ cống hiến bên đây. Cống hiến bên đây nè. Đây là công luôn rồi. Còn bên đây là cống hiến nè. Cống hiến Kaido, cống hiến cho con San nè. Ủa, rồi cống hiến này là được cái gì ta? Cống hiến thưởng đặc biệt một vàng vậy nè.
điểm một vàng. Kỳ vậy ta, đỡ cống hiến, mình cống hiến một lát nữa nó hết ba cái ngọc này sao ta, điểm nguyên góp, điểm cống hiến. Ôi, để có gì mình nghiên cứu sau đi anh em. Ôi chờ bị rớt mạng đây. Không biết là anh em nào biết về cái vấn đề cống hiến này cái gì, nếu mà anh em nào biết thì cho mình hay nha, để mình vô mình xem thử. Đây hiện tại bây giờ vô boss tứ hoàng, mình vô mình xem lại thử cống hiến cái điểm của mình là bao nhiêu đây. Hạng cá nhân điểm của bạn 0 điểm. Ủa kỳ. Hình như là cống hiến là sẽ mới mở ra boss tứ hoàng thì phải, chỉ 50 người đứng đầu mới có thể nhận thưởng đặc biệt. 50 người cống hiến đứng đầu. Ôi dễ gì vô nổi với mấy bạn này ta. Không biết là nó tính full server hay là nó chỉ tính từng cụm thôi anh em. Bảng xếp hạng. Ui giờ như vô không luôn rồi, cho nên là nó không có tính điểm cống hiến thì phải. Đó hình như là nó chỉ tính điểm cống hiến mà lúc mà chưa có mở con boss thôi anh em. Chưa có mở con boss thôi, cho nên là đây để mình list mình cống hiến thử một cái. Boss này sắp ra mắt không có kiếm cống hiến được. Quách Tứ Hoàng là nơi triệu hồi đánh boss, thưởng cống hiến và thưởng đánh boss xem ở gương thưởng từng tháp, cống hiến và điểm ở mỗi tháp riêng biệt, không dùng chung với các tháp khác được. Như vậy là như là có thể là như là cống hiến full này sẽ mở ra con boss này để cho anh em mình vô mình anh em mình xúc thì phải. Mình đoán là như vậy anh em, mình vô hơi trễ quá cho nên là giờ nó anh em đã cống hiến xong hết rồi. À, cần đóng góp đủ đá cống hiến để triệu hồi boss. À đúng rồi đó, đúng rồi. Cống hiến sẽ được nhận thưởng. Tuy nhiên, chỉ có top 50 người đứng đầu mới được nhận thưởng đặc biệt. Sau khi boss xuất hiện, cần tiêu diệt boss để nhận thưởng điểm. Tham gia tiêu diệt sẽ nhận được thưởng. Người chơi cuối cùng tiêu diệt boss kết liễu sẽ nhận được vinh quang và nhận được phần thưởng cao quý. Boss sau khi bị tiêu diệt sẽ cần 8 giờ để chờ đợi và xuất hiện boss mới. À, sau khi tiêu diệt thì cần phải 8 giờ. Lúc đó mà anh em chúng ta sẽ lên canh me và vô để mà cống hiến để mà triệu hồi con boss tiếp anh em à. Ok, vậy là mình đã hiểu rồi. Đó, để xíu nữa mình sẽ vô mình đánh tiếp, hàng 1 tiếng sau nó mới hồi lại một cái điểm này. Đó, bây giờ mình sẽ vô mình sẽ làm gì tiếp bây giờ ta? Thôi, vô quýnh boss đi. Đây, quýnh boss tiếp luôn đi anh em. Bây giờ mình sẽ vô mình chuyển con ơi. Ủa nó có tính điểm mình quýnh boss không ta, để mình vô mình xem lại. Nãy mình quýnh boss mình không biết mình được bao nhiêu điểm này. Đó, ôi, lít vô công luôn rồi. Nó không có để cho mình là mình đang hạng bao nhiêu và mình đã không được bao nhiêu điểm hay đâu. Mình giờ mình không biết là mình đã quýnh được bao nhiêu điểm để mà nhận thưởng, mà mình không biết giờ mình đang ở top mấy trong đây nữa nè. Đó, để mình quýnh thử vài lần xem sao nè, quýnh thử vài lần xem thử nó có ngon lành không. Có một số anh em hỏi là sao cuộc này mình ghép ít ghép comment quá, ít trả lời bình luận đó anh em. Thì ở clip trước mình đã có nói rồi, đó là hiện tại bây giờ đang bị YouTube nó cảnh cáo anh em. Đây cho anh em xem cái lá thư của YouTube nó gửi cho mình nè. Gmail chứ Gmail đấy. Rồi anh em đợi xíu nha anh em, mình sẽ cho anh em xem cái lá thư cảnh cáo từ YouTube. Đó, đó cảnh báo nè, cảnh báo chấm chấm dứt nè, bình luận không liên quan rồi nè. Đó, tình trạng mà mình ghép hay là hello anh em, xin chào anh em, chúc anh em một ngày thật là vui vẻ này kia rồi đó. Đó là những cái comment nó tính vào cái dạng spam anh em. Đây chúng tôi muốn thông báo rằng chúng tôi phát hiện tài khoản của bạn vi phạm chính sách spam, hành vi lừa đảo hoặc gian lận gì đó, mà này không phải đâu, nó gộp chung anh em. Đó mình là đang bị dính cái spam này nè. Đó vì đăng bình luận không liên quan nhiều lần mà chúng tôi gửi thư này phòng trường hợp có thể chưa nhận được, như bạn chưa có nhận ra hành vi của bạn. Giờ chúng tôi sẽ nói rõ rằng bình luận này vi phạm chính sách của chúng tôi, sau 14 ngày mọi hành vi vi phạm chính sách về các bình luận liên quan sẽ dẫn đến việc kênh các bạn bị chấm dứt. Đó là sau khi mình nhận được cái lá thư này 14 ngày đó, mà mình vẫn còn tái phạm này kia, rồi mình vẫn còn spam này kia là mình sẽ bị khóa kênh các bạn đó. Cho nên là bây giờ mình hạn chế mình trả lời comment của anh em, vì vậy mà anh em thông cảm nha anh em. Mình sẽ thả tim và mình sẽ trả lời một số cái câu hỏi mà anh em chi tiết đó, anh em hỏi chi tiết có nội dung này kia mình mới có thể trả lời được, chứ không thể nào là nên là hai xin chào hai hai xin chào này kia là nó phát kênh luôn nha anh em. Vì vậy mà anh em thông cảm nha anh em, đó, anh em thông cảm cho mình. Ok, làm cái này nó cũng khổ sở lắm nhưng mà chứ nó cũng không có dễ ăn gì của YouTube đâu đó, vì vậy mà anh em thông cảm nha anh em.
hôm nay nó bảo trì nó hơi bị quá giờ anh, quá giờ quy định. Hình như là cái tiếng của game nó như nó đang bị ồ ồ thôi, nó bị kè rồi, xíu nữa mình sẽ thoát ra, xíu nữa mình thoát ra mình vô lại nè. Nó đang bị lỗi âm thanh, đang bị lỗi âm thanh, xíu mình thoát ra mình vô lại rồi nó bị bình thường anh em. Rồi, ok, mình thoát ra mình vô lại cái đó. Đó, nó đang bị lỗi âm thanh này, bảo bối quyền thoại nữa nè. Đó, tựa game mình đang chơi, tựa game bảo bối quyền thoại mình cũng đang chơi đó. Đó, anh em nào mà muốn chơi thì có thể tải về chơi thử nè. Game cũng khá là thú vị và cũng đơn giản, cách chơi cũng đơn giản nè. Vô rồi săn Pokemon này kia, rồi nâng cấp cường quá, đi quýnh này, đi giao lưu này kia thôi nè. Nói chung là game cũng khá là đơn giản, khá là dễ chơi. Đó, nói chung là Bát Tứ Hoàng thì nó cũng không có gì khó cho anh em. Rồi, mỗi ngày anh em được 5 lượt quýnh là hạng của bạn, là hạng đánh boss, điểm đánh boss, à điểm đánh boss nó nằm ở trên đây nè anh em, 7080 điểm nè, hạng đánh boss của bạn là 345. Đó, như vậy là để mình xem thử, vậy mình sẽ đổi một cái con tướng rồi đó vô. Hiện tại giờ tem của mình đó, đâu có bị vô đâu nè, truyền thụ mình sẽ truyền con này. À khoan, mình sẽ truyền con Mihail, sẽ truyền con Mihail qua cho con Akainu. Ủa lộn, qua Mihail, chuyển qua cho con Mihail. Đây, mình sẽ lấy cái bạc cao luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển con này qua cho con Gáp. Đây, con Gáp mình đã mất tiêu rồi ta. Đây, Gáp đây. Đó, con Gáp. Mình đi cái này là mình thấy là như là đeo cái trái ác quỷ con A vô có vẻ ngon hơn anh em. Rồi ok, xong. Bây giờ mình đã truyền xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ truyền trang bị qua là xong. Cái chết khi họ không muốn cả. Cái chết gì đến khi người chưa sẵn sàng. Mọi người đều yếu đuối. Đó, đổi trang bị. Trang bị đây. À, đổi tướng, chuyển qua cho con con Mihail. Chuyển qua cho con Mihail đi. Đó, còn cái này dở ra. Truyền qua đi, bị mất kết nối tiếp. Đó, xong. Đó, mình để mình xem mình dở ra cái vũ khí của cái con Nami ra chưa. Đây, Nami God đây. Dở ra. Rồi, vô đây truyền thụ. Ây, đít lộn vô tách cái là mắc luôn. Đó, bây giờ mình sẽ truyền qua cho cái vũ khí của này đi, Yogo đúng rồi. Ủa, mình không biết mình có cái ủa. Hiện tại bây giờ mình đang sử dụng cái bộ nào vậy ta? Cái Wata Yogo đúng rồi. Bây giờ mình sẽ truyền qua cho cái Wata. Bây giờ mình sẽ truyền qua cho một cái vũ khí. Tại giờ chưa có cái vũ khí Yogo nào mà cường quá được hết nè. Chưa có cái nào mà dám định full nữa nè. Rồi, hiện tại bây giờ là đang sử dụng cái bộ này rồi. Rồi, sử dụng tạm đi nè. Mặc dù nó không có dòng mà dám định này kia thôi. Đó, tạm thời là mặc tạm đi. Mặc nhanh vô. Rồi. Úi, đang sử dụng cái con dao của con. Đó, ok. Rồi, lấy cái dòng này vô, giám định sẵn thì giám định luôn đi. Sau này mình sẽ để mình sử dụng hoài luôn. Đó. Ok. Tốc độ công, hồi HP thì kia rồi. Rồi, đổi qua cho con Gáp đi nè. Đổi đồ qua cho con Gáp. Xong. Mình thấy là nên sử dụng cái trái ác quỷ của con A có vẻ ngon hơn em. Nhanh vô đây. Trái ác quỷ của con A. Rồi, ok, vô quýnh boss lại thử đi. Hiện tại giờ mà quýnh 3 lần là được 7080 điểm à. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô quýnh lại thử. Gáp Mihail. Đó, bây giờ mình sẽ vô quýnh thử. 3000 mỗi lần là khoảng cỡ 2003 điểm này. Bây giờ lần thứ tư mình xem thử là mình thay đổi hình như vậy là mình sẽ tăng được nhiều của lực chiến không.
tăng được nhiều cái điểm không em? Điều, à, tăng được nhiều cái điểm công không? Để xíu mình xem thử nha anh em. Đó, ngồi đợi xíu ha anh em. Đó, ngồi đợi chút xíu thôi là xong rồi. Đây, đó, nói chung là cũng khá là chán. Nội dung là chí yếu tố không kéo quy định của chính sách chúng tôi là lừa đảo hay mình đi lừa gạt nhằm trục lợi gì đó. Thì cái này năm đó thì mình đang bị dính cái spam anh em. Mình đang bị dính cái spam. Vấn đề là ghép comment anh em là hai anh em. Hello anh em, xin chào anh em nhiều quá. Cho nên là bị YouTube nó hạn chế. Nó bị nhắc nhở rồi anh em. Bị YouTube nó nhắc nhở rồi đó. Sau ngày 14 mà mình còn tái phạm cái hành vi này nữa là nó khóa luôn chứ nó không có thông báo, không có cảnh cáo gì nữa nha anh em. Đó, vì vậy mình em thông cảm nha. Sắp tới mình sẽ thả tim này kia, mình sẽ trả lời một số câu hỏi của anh em ở trên YouTube này kia rồi đó. Đây, đó, có gì mình sẽ lên mình trả lời các câu hỏi này kia ở trong video luôn. Đó, sau này mình sẽ làm những cái clip dạng như là trả lời câu hỏi của anh em á. Này kia nó sẽ hấp dẫn hơn. Đây, đang bị trường hợp cảnh cáo nè. Đó, thấy chưa? Đang bị cảnh cáo anh em. Ui, cũng lên được có 2278 điểm mà cũng không có hơn được mấy anh em. Nói chung là giữ nguyên cái đội hình nào quýnh đâu nó cũng vậy à, nó cũng không lên được hơn bao nhiêu. Đây, 4 lần cũng được 9. Nó mình tưởng đâu là thay cái đội hình nó nhiều đam vô nó sẽ mạnh lên thêm. Game lag ghê. Ủa, cái game cũng bình thường mà ta đâu có bị lag gì đâu ta. Đây là cái ý kiến của bạn Thanh Chiến. Thanh Chiến đang à. Anh ơi, em mới chơi mà máy em nó bị cái gì mà bên em có cái cột màu trắng không chơi được luôn. À, chắc nãy lè vào trong cái lúc mà game nó đang mạo chịu quá, em với tặng bạn 7 tốn 16k bia rẻ quá. Đúng rồi, cái đập này thâu tóm nói chung là cũng khá dễ dàng. Anh ơi, em tưởng anh Gim GC ở phần comment xe em không thấy. À, cái gift code ở phần ấy mình quên mất tiêu nè. Để xíu nữa mình sẽ vô mình sẽ ghim lại. Đây, vô mình ghim lại đã nè, quên mất tiêu. Cái gift code. Cái gift code của bảo bối huyền thoại. Đây. Đâu rồi, cái clip trước rồi. Đây, clip trước đây. Đây, full gift code. Ok, đây mình để gift code ở đây cho anh em có đã quên mất tiêu luôn em. Đó, ok. Xong. Để mình xem được bây giờ hay lên được hạng 248 anh em. Đó, bây giờ muốn quýnh nữa là phải tốn 200 ngọc để mua một lượt đó nè. Đây, đó, để mình vô mình sẵn là mình mua một lượt nữa mình quýnh tiếp luôn em. Xong. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ vô trong phần bình luận của cái video này mình sẽ ghim luôn. Đâu rồi ta? Cái video đây. Đây, mình vô mình ghim cái đã. À, hình như cái clip này mình chưa có viết bình luận anh em, chưa có viết bình luận mà cho nên là chưa có nó ghim được. Mình vô cái kênh của mình cái đã. Đâu mất tiêu rồi ta. Anh em đợi xíu nha anh em. Đó. Sẵn là mình sẽ trả lời câu hỏi ở anh em ở trong các clip này kia luôn. Đây, ở trong nội dung đó đã. Đây, xem trên YouTube. Để mình tắt tiếng. Đó, mình viết bình luận, mình sẽ ghi mấy cái phần bình luận cho anh em nha. Nó hiển thị cái gì ở dưới này vậy nè. Đây, ok. Full gift code bảo bối huyền thoại. Rồi, ok. Đó, mình để dưới phần mô tả với phần bình luận cho anh em, mình ghi ở bên dưới cho anh em luôn. Đây, ok, đó. Xong.
Thì anh em nếu mà có thắc mắc gì hay là đóng góp ý kiến gì đó, anh em cứ để lại dưới phần mô tả của clip đi, mình sẽ trả lời. Mỗi lộn bên dưới phần video, bên dưới phần bình luận của các video đó, mình sẽ vô mình trả lời cho anh em. Vẫn chưa qua được, em không vô được anh à. Bảo trì rồi anh, sao không cho tặng 150 luôn. Hộp Yogo của em là 43 gương, ôi nhiều quá ta. Cập nhật mới, mấy giờ mới xong, Vinh Linh. Mấy cái bình luận này là cũ rồi nè, mấy bình luận này cũ hết đây. Đó, ok, thì mình sẽ trả lời một số mấy câu hỏi nào đó nó có nội dung nè, thì nó không bị YouTube nó cảnh cáo nữa. Đây, tại giờ đang được 13.727 điểm này, đang đứng hạng 210 nó sẽ được bao nhiêu điểm của bạn? Hạng 210 là được những cái phần thưởng gì ta? Người chơi này bên này là cống hiến, bên này là điểm để mà win boss là hiện tại bây giờ là hạng 210, 13.727 điểm. 210 là được những cái gì đây ta? Hạng 210 là 3.000 cái SP trận pháp, 3.000 cổ ngọc, 3.000 cỡ đột phá và 150 cái đá quả long mà. Cũng được. Đây. Ok, nếu mà anh em nào mà đang rảnh rỗi này kia vô nhớ quýnh boss tứ hoàng để mà kiếm phần thưởng này kia nha anh em. Đó, nói chung cũng khá là đơn giản. Rồi ok, mình sẽ kết thúc clip đây thôi. Clip này chủ yếu mình nói về cái sự kiện boss tứ hoàng, clip sau mình sẽ nói về cái sự kiện, là nói về cái vấn đề là chơi xong cái sự kiện thôi tám mắt quỷ mình sẽ tăng được bao nhiêu lượt chiến anh em. Đó, mong là anh em sẽ đón xem clip tiếp theo của mình. Rồi ok, mình sẽ kết thúc clip đây thôi anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nha. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Rồi ok. Bye bye anh em, tạm biệt anh em. Thank you.